Rồi, chào mọi người, chào tất cả anh em đồng nghiệp. Hôm nay quay cái mẫu 32 feet hai biến áp ha. Rồi, hai biến áp E55. Biến áp nằm ở hai biến áp đứng ha, 32 feet nhỏ. Cái mẫu này thì anh em đã quá quen thuộc ha. Rồi. Thì máy này là của ông chú ở Sơn Quy Nha, thị xã Gò Công thì đặt mình một cây như thế này đánh cơm gạo nha anh em. Đó. Nói chung là chú là chuyên kích thủ. Đó. Thì lúc trước mình có bán cho bạn Thuận một cây. Bạn Thuận là cháu vợ ha. Cháu vợ đang mua một cây của mình thì xong cho ông chú đi thử. Đó. Đi thử rồi xong rồi thấy ổng đánh thấy khoái quá mà thì bây giờ ông đặt thêm một cây nữa ha. Rồi thì cái này nó cũng như mấy cái máy đánh thiền kia thôi. Thì còn anh em nào mà cần máy chạy với bích 5 chế độ, có thả cáp luôn, có loại bích này nè anh em, bích này nè, bích này của HTD nè anh em. Đó. Đó anh em đã thấy đã biết ha. Thì bích này là 5 chế độ, có 2 chế độ đánh, 1 chế độ đánh lì và 1 chế độ đánh rộng duty, đánh cá tổng hợp. Đó, chế độ thứ nhất đánh cá tổng hợp, chế độ thứ hai là đánh, ý chế độ thứ nhất là đánh lì. Đó, là chế độ thứ hai là đánh đánh cá tổng hợp, chế độ thứ ba thả ha. Thứ tư cũng thả luôn, chế độ thứ năm cũng thả luôn. Là nói chung là 2 chế độ đánh một vật. Đó, và một chế độ và ba chế độ thả cáp. Thì mẫu này cho anh em lựa chọn ha. Máy thì này có giá từ 6,5 triệu đến 7 triệu. Đó thì gắn cái nồi loại 5 chế độ này thì nó có thả luôn là tầm 7 triệu đó anh em. Rồi còn anh em nào nói mắc thì chịu thôi, có tiền nào vải đó thôi. Cái máy này người ta đặt là có thể về đánh là 1-2 ngày là người ta lấy vốn rồi anh em. Đó, hoặc là tầm khoảng nếu mà đánh mà bữa chừng triệu triệu mấy là người ta đánh trong vòng tuần là đã lấy vốn rồi. Còn máy mình thì bảo hành 1 năm, vấn đề đó thì anh em khỏi lăn tăn ha. Đó. Thì, còn anh em ở xa thì mình bao ship cho anh em. Đó, bao máy là làm bao ship. Thì những dòng máy lớn này thì anh em nên đặt cọc nha. Đó. Gần nhà thì sát bên nhà mình thì chạy tới lấy thì không cần cọc. Đó. Còn anh em xa nhà thì nè, thì cọc từ 100.000 đến 200.000. Đó, nói chung là hoặc là chuyển khoản trực tiếp luôn. Đó, mình có sao mình nói vậy thì mình bán những máy này là cho anh em thật sự cần thiết để đi đánh cơm gạo. Đó, và mẫu 36 feet nó cũng 4 miếng áp như thế này. Đó, nó có loại mẫu 36 feet 4 miếng áp thì anh em muốn xài 4 miếng áp nhỏ hoặc 2 miếng áp lớn này thì anh em nào cần thì mình sẽ tư vấn cho nó đi nó học nguồn nước. Cái mẫu 4 miếng áp chạy áp cao đánh rất là khỏe nha. Máy này thì cũng làm áp cao thôi. Nói chung là mẫu nào cũng như nhau thôi, tùy theo anh em lựa chọn. Mẫu này và mẫu 36 feet thì nó bằng giá tiền nha anh em. Đó, bằng giá tiền nha. Mẫu kia thì chạy 4 miếng áp thì nó mát hơn. Đó. Tại vì 4 cái miếng áp mỗi cái thì nó chia ra ha. Còn này là 2 cái thì nó chạy nó vẫn mát. Nhưng điều nói chung là mỗi máy nó có lợi thế ở giữa nước phèn nặng và nước ngọt như thế nào đó. Đó mà thì anh em nào cần thì cứ liên hệ mình bên Zalo đó thì mình sẽ tư vấn cho nó hợp. Máy này sử dụng từ bình 120 trở lên nha anh em. 120 thì mình khuyên anh em đi pin thì 120 được. Đó, còn đi bình khoảng 150 rồi, 150 200 nữa đó. Đánh nó sẽ hiệu quả hơn. Đó, cái bình càng to thì anh em đánh nó lật mạnh với anh em đi được lâu. Thì bình 120 này, máy này thì mình nếu mà mình nói đánh rô phi thì tầm 2 tiếng 2 tiếng rưỡi. Đó, bình 120 2 tiếng 2 tiếng rưỡi 3 tiếng gì đó thì nói chung là mình không có xác định được, tại vì mình cũng chưa cầm cái máy này đi đánh mà nhiều anh em phản hồi là vô đụng cá nhiều á thì đánh thì tất nhiên là nó phải hao bình rồi, thì anh em đánh cái lượng cá nhiều mà còn anh em đánh cá ít lâu anh em trò rồi thì nó ít ăn bình thôi. Với thứ hai nữa là kinh nghiệm của người đánh nữa. Đó, chứ không phải là như mấy ông kia hổng nói cái máy gì 50 mấy feet mà đánh 50 mấy feet mà đánh cái bình 120 100 ampe mà được 3 tiếng rưỡi thì
Thì cái máy đó chắc chịu rồi đó. Mình nói máy này nè, đánh cái bình 150 nha, đánh bình 150 là khoảng 3 tiếng á, nó đánh rô phi luôn á. Cái này mình đang để tải 2 kg nè, mình nè hồi nãy mình bóp cò cái kịch, cái là cái mình chỉnh cái phần trống chập giật nó nhạy quá, bây giờ để bóng đèn nó thấy sáng mắt luôn. Thì nói chung là máy này một giật thì nó về thôi. Nếu về đánh tổng hợp là luôn là chắc cỡ 2 cái 70 hoặc là cái 70 cái 80. Mình thấy để 2 cái 70 nha nè, đặt rồi bạn thần ở đó để 2 cái 70. Nếu mà cái chết yếu yếu thì tăng nút tần số lên 80. Chứ cái máy này mình làm nó trộn hơi nhanh, đó là hồi mình cho nó trộn chậm lại tí xíu nữa, đu ti vậy chút nữa quýnh cái nó tịch hơn. Rồi vậy thôi, trong cái viên pin mình nó cũng hết rồi, mình test nãy giờ chứ cặp nguồn mình nó chạy không nổi anh em ạ. Cặp nguồn mình đưa vô 2 kg này là nó chạy không nổi luôn. Rồi vậy thôi, máy này mình đựng trong hộp nắp trong hộp 320. Rồi thì anh em nào cần 5 chế độ, có chế độ thả luôn thì có 3 chế độ thả đó và 2 chế độ đánh một vạt đó ha. Thì mình sẽ có làm một cái clip để quay cái giới thiệu về cái này lại. Cái này thì mình làm lại được cái tần số cao hơn tí xíu nè, nạp có tần số cao tí xíu và chỉnh cần chỉnh lại cái phần thả cáp lại tí xíu ha. Thì mình anh em nội bộ mình test là thả lên rất là ok đó. Thì cái này mẫu này, cái loại này thì mình có bán về Phú Yên rồi anh em, rồi ta thả cáp lên ngon lành nha. Thì bên IRBT cũng có xài 5 chế độ này nha anh em, thì anh em nào cần thì liên hệ mình đó, mình sẽ tư vấn nha. Rồi chào tạm biệt mọi người.